Ok, chào mọi người. Mình là Tân, Film Photography. Hôm nay mình có mua một chiếc đèn 100W đến từ nhà Rizun. Rizun thì các bạn đã biết là họ là nhà cung cấp gimbal, các loại gimbal dành cho điện thoại và máy ảnh. Nhưng dạo gần đây thì họ đã chuyển sang làm đèn. Đèn cho các vlogger hoặc dành cho các photography chuyên nghiệp cần sự linh động và nhỏ gọn. Đây là một chiếc đèn khá nhỏ gọn và công suất rất là lớn. Mình xin phép được mở hộp nha. Sự thì con này mình đã mở hộp rồi để cho cửa hàng dán tem bảo hành. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc mao, cứ cho là mao đi. Nó sẽ gắn được các cái bóc tản sáng của các hãng khác. Và đây là hộp đựng đèn. Chúng ta sẽ mở hộp đèn trước. Ở đây mình cũng đã mở hộp rồi các bạn. Đây, tem đã được bóc. Màu chủ đạo hộp của Yizun là màu trắng. Yizun cho chúng ta một cái hộp đựng đèn, đựng phụ kiện rất là đẹp, để chỉnh chu, cầm rất tuyệt vời luôn. Sau khi chúng ta mở ra, chúng ta sẽ thấy một chút ít hướng dẫn và giấy bảo hành. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy nữa ở trên này là một chiếc túi, túi sốc, chống sốc. Chẳng phải chống sốc đâu, nó là túi đựng adapter và pin. Đây là pin của chúng ta. Pin khá to. Mình nghĩ cục này chắc cỡ phải 15.000 hoặc là 10.000. Đây là dây đeo máy ảnh, dây đeo đèn. Đây là adapter để chúng ta cắm. Ồ, ba chấu. Đây là đèn của chúng ta. Đây là cái chóa tản sáng. Đây là trong hộp, rất là tuyệt vời, rất là nhiều mút để chống sốc. Cái chóa này thì siêu mini, ok, rất nhỏ gọn lắm các bạn. Đây adapter này mình thấy là nó ba chấu, thế chắc chắn là sẽ phải mua một chiếc chuyển đổi, giắc chuyển đổi adapter. Chúng ta đây công suất mình như là 120W. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Cảnh báo rất nóng, cực kỳ nóng. Wow, rất đẹp luôn các bạn. Rất nhiều cảnh báo nóng. Đây là đèn led của chúng ta và có một lớp kính để bảo vệ và hệ thống tản nhiệt rất giống với những con VGA cảm hình các bạn. Và
cái quà cảm nhiệt này hình như là cũng phải tầm 110 mm, khá là to. Đây là màn hình hiển thị, mình sẽ phép được bóc siêu. Thực sự thì mình đã bóc rồi nhưng mà bóc thì là bóc hộp thôi. Đây mới gọi là bóc siêu này, bóc siêu trông đẹp. X100 đẹp không các bạn? Rất là đẹp luôn. Đây là màn hình hiển thị độ K và công suất. Ở đây có một cái lớp ni lông nhưng mà mình sẽ để đây nhé, để cho nó đỡ bị xước. Ok. Đối với cái con đèn này mình sẽ chụp được rất nhiều thể loại và công suất của nó là 100W. Đối với những cái con máy 100W, đối với những cái đèn 100W ở ngoài thị trường thì nó phải to ngang ngửa với cái hộp này, cái cồng kềnh đúng không các bạn, ngang đi thì cũng rất là khổ. Ok, hôm nay mình sẽ thử đèn nha. Ok, cậy lên. Cái này là để bảo vệ. Ok. Rất kỹ luận. Các bạn ấn vào nút này để khởi động. Nó sẽ hơi chậm. À không phải. Chết, lần đầu sử dụng. À đây, nút nguồn đây. Ấn vào. Các bạn ấn giữ nhé, phải. Ở đúng rồi, giữ. Ủa, 50%, wow, sáng quá. Ok, mình sẽ chạm xuống. Đúng là 100 watt khác. Ok. Để số 4 nữa nha. Và độ K mình sẽ giảm xuống. Tầm 5.200. 5.200 dùng với cái đèn kia. Đây, để 100% cho đỡ sáng. Rất là sáng các bạn. Sáng kinh khủng luôn. Đây mới chỉ là 1% công suất của đèn. Và mình sẽ lắp mount. Nó sẽ tụ cho các bạn ánh sáng. Đấy. Bật lên 10%. Wow, rất sáng sáng. Ok. Thì các bạn thấy thì cái đèn này khá là nhỏ, chỉ bằng một một bàn tay của chúng ta. Và chúng ta sẽ so sánh với một chiếc máy ảnh phim của mình. Đây, Nikon DAD là chiếc đèn cũng không hẳn là quá to, ok chưa, thậm chí còn mỏng hơn cái đèn á, và khi đó chúng ta lắp cái pin vào thì nó mới to hơn chút thôi. Đây là tuyệt vời luôn các bạn. Ngày mai mình sẽ thực hiện một buổi chụp và sẽ test đèn luôn cho bạn coi cái sức mạnh của nó và cái độ ánh sáng trung thực của nó đến cỡ nào. Con này có khả năng chống nước các bạn, chống nước tạt qua thôi, cũng IP 6 mấy á, 64 sao ạ. Ừ.
Đèn này mình thấy khá là sáng và khá là hiệu quả trong khoảng phạm vi khá rộng. Trước khi chúng ta đã bật đèn lên này nhá, mà muốn tắt tạm thời các bạn ấn để sáng nhá. Các cái chế độ của nó 100% này, tắt này, đó 50, 100, tắt, hoặc là bạn còn chỉnh như bình thường. Đó. Và ấn giữ mấy giây là nó sẽ tự tắt. Và các bạn ấn vào cái nút đây thì sẽ lấy pin ra. Bạn nhớ nhé, cẩn thận không là sẽ bị mất cái này. Cái này để bảo vệ. Ở đây nó sẽ có một cái lẫy mở. Ở đây chúng ta sẽ có một cái để lắp vào tripod hoặc là chân để đèn. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cọng để cấp nguồn, nó nằm ở đây. Đây là dành cho adapter cộng tai C. Cộng tai C thì các bạn nên dùng một cái dây khoảng 100W và một cục pin dự phòng tối đa cũng phải 10.000 ampere, và có một công suất ra phải cao thì mới đáp ứng được cho cái đèn này. Nếu không thì các bạn chỉ có thể để được khoảng 25-24% công suất của đèn thôi. Đó là gắn với các cục sạc dự phòng. Còn khi các bạn lắp với pin của nhà sản xuất kèm theo bộ combo thì có thể bật được 50 và 100% công suất đèn. Nhưng đối với chúng ta chụp phim thì cũng chỉ loanh quanh 80% độ lại là đủ. Đây là một clip nhanh mà hộp chiếc đèn Jizun X100 Moles X100 dành cho các photography và videoker hay là tiktoker làm clip và sáng tạo. Ok, clip mình đến đây là hết. Bye, tạm biệt.